Đợt này ở Hà Nội rầm rộ lên một cái trend, đó chính là mua bất động sản để tặng cho bố mẹ các bạn ạ. Hôm nay thì mình có về với Hà Nội 2, có một cô em sinh năm 96 đang làm giáo viên. Bạn này thì mua hai mảnh đất để dành tặng cho mẹ nhân dịp Tết đến. Đấy, đúng là một người con rất là tuyệt vời đúng không? Bạn này thì bạn ý làm giáo viên, mà mình không biết là giáo viên gì mà sao lắm tiền thế. Mình thấy mấy cô giáo ở khu nhà mình ấy, giáo viên thì được có lương tầm khoảng 5-7 triệu thôi. Cô nào mà làm tốt thì chắc được khoảng chục triệu. Nhưng bạn này thì chắc là mình nghĩ là làm giáo viên, sau đó thì bạn ấy có dạy thêm bên ngoài, sau đó thì có thể là kèm bột đấy, cho nên là có tiền mua đất. Hai mảnh đất bạn ấy mua tặng mẹ thì chỉ đâu đó khoảng độ tầm 130 triệu trên một mảnh. Hai mảnh chỉ có 260 thôi. Đấy, rất là ý nghĩa đúng không? Bình thường mọi người Tết thì có thể là lì xì tặng mẹ một chỉ vàng hoặc là tiền đấy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta tặng một tờ giấy, nhưng mà tờ giấy này thì để càng lâu thì cái giá trị tăng trưởng mình nghĩ là nó sẽ rất là cao. Bởi vì là thực tế ở Việt Nam ấy, bất động sản thì từ xưa đến nay đa phần đều tăng giá. Bất động sản thì thường thường những cái khu vực ổn định sẽ tăng khoảng độ tầm 20 cho đến 30% trên một năm. Còn đâu trung bình gọi là thấp nhất thì cũng phải là tầm 10 đến 15%. Chứ mình nghĩ là hiếm có những cái khu vực nào mà tăng ít lắm. Ví dụ như câu chuyện thực tế luôn, ví dụ năm nay các bạn mua một mảnh đất đúng không? Thì sang năm các bạn bán sẽ là bao nhiêu? Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ bán khoảng độ tầm 11 cho đến 12 triệu. Chứ không thể nào các bạn lại quay về cái giá khoảng độ tầm 9 đến 10 triệu. Còn đâu cái câu chuyện chúng ta giao là một việc, thị trường hấp thụ hay là không thì nó là một việc khác. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải bán một cái giá cao hơn. Và vừa rồi thì mình có làm một số cái khảo sát về cái giá bất động sản tăng trưởng ở một số các khu đô thị ấy. Thì ví dụ như Vinhome Riverside này hay là bên Eco Park ấy, thì gần như giá đất trong vòng 5 đến 7 năm thì đều tăng từ 5 đến 7 lần hết. Còn đâu các cái giá đất ở trong các vùng quê hay là trong các địa phương ấy thì gần như là ở đâu cũng tăng. Bởi vì đâu đó các bạn sẽ nghe đến những cái câu chuyện là ngày xưa bác mua mảnh này và bây giờ nó tăng lên như thế này đúng không? Chắc chắn là các bạn đều có nghe. Và trên thực tế thì cũng đã có rất nhiều các mảnh đất nó tăng đến cả chục lần, đến vài chục lần, hoặc là có những cái mảnh mà nó tăng khủng khiếp, nó tăng đến 4-50 lần trong vòng khoảng tầm 10 đến 20 năm là có. Và những cái sản phẩm này ấy, thì tính ra về đơn giá nó chỉ tầm 7-800 ngàn cho đến khoảng tầm 1 triệu đồng trên 1 mét vuông thôi. Tức là một lô đất khoảng tầm 150 mét thì tính theo giá trị chỉ có khoảng tầm 130 đến 150 triệu đồng mà thôi. Rất là phù hợp để tặng người nhà, người thân đúng không? Và thời gian gần đây thì mình phục vụ rất nhiều các bạn trẻ đi mua đất để tặng cho bố mẹ cũng như là tặng cho người thân. Đấy, ví dụ như có những người thì mua tặng cho bố mẹ, có những người thì lại mua cho con, gọi là để cho con về lâu về dài. Hôm nay thì có một người anh nhắn cho mình, anh ấy bảo là anh mà có tiền anh cũng sẽ mua một mảnh đấy, sau đó thì anh để cho con của anh sau này đi lấy chồng để anh tặng. Đấy, ví dụ như con anh ấy bây giờ khoảng độ tầm 2-3 tuổi thì khoảng độ tầm 15 đến 17 năm nữa anh ấy, ví dụ như con đi lấy chồng thì thay vì tặng một cái vài cây vàng đúng không, tặng thêm một quyển sổ hồng nữa, thì lúc đó cái quyển sổ hồng đấy mình tin chắc là nó sẽ không phải là 130 triệu như bây giờ đâu, mà nó có thể gấp nhiều lần. Còn con số bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào thị trường và phụ thuộc vào thời điểm bán. Thế nhưng mà về cơ bản thì bất động sản là sẽ tăng giá nếu các bạn nắm giữ đủ lâu và bán đúng thời điểm. Và Tết này ấy, thì nếu các bạn mà chưa có một cái ý tưởng gì để tặng cho bố mẹ, người thân hoặc là đối tác hoặc là chính con của mình thì có thể là tham khảo những cái dòng bất động sản bên mình đang triển khai. Đơn giá thì khoảng độ tầm 150 cho đến khoảng độ tầm 300 triệu đồng trên một quyển thôi. Rất là phù hợp với tài chính của nhiều người và tiềm năng đầu tư thì cực kỳ là rõ ràng.